Chào các em học sinh lớp 4. Chúng ta trở lại với tiết học trực tuyến môn tiếng Anh. Ngày hôm nay với Unit 8 It's Hot Today. Và chúng ta học Lesson 5 and Lesson 6. Bây giờ cô và các em sẽ học nội dung chính của Lesson 5. Mời các em giở sách giáo khoa trang 58 để theo dõi. Trước khi đi vào bài đọc là nội dung chính của Lesson 5, thì cô sẽ cung cấp cho các em một số từ và cụm từ để các em hiểu được nội dung của bài đọc một cách dễ dàng hơn. Các em đọc theo cô nhé. Từ đầu tiên, news. News. News nghĩa là tin tức hoặc là bản tin. Từ tiếp theo, very. Very. Very nghĩa là rất. Từ thứ ba, warm. Warm. Warm nghĩa là ấm, ấm áp. Cụm từ tiếp theo, don't forget. Don't forget. Don't forget nghĩa là đừng quên. Và từ cuối cùng, outside. Outside. Outside nghĩa là bên ngoài hoặc là ngoài trời. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần bài đọc. Cô sẽ cho các em nghe và các em chú ý theo dõi từng câu, từng từ của bài đọc chúng ta ngày hôm nay các em nhé. Listening 91. Listen and read. Here is the weather. It's 6 o'clock in the morning. Here is the weather news. It's very cold outside. Wear warm coats and hats. Have a nice morning. Here is the weather at 9 o'clock. It's raining now. Don't forget your umbrellas. Don't get wet. It's 2 o'clock in the afternoon. It's sunny and hot now. Put on your sun hats. Have fun in the sun. It's 7 o'clock. It's very windy outside now. It's a good time to fly a kite. But don't let your hats fly away. Cảm ơn các em đã nghe và chú ý theo dõi. Bài đọc của chúng ta ngày hôm nay với nhan đề Here is the weather, nghĩa là đây là thời tiết. Người ta cung cấp cho các em 4 bản tin nói về thời tiết. Và bây giờ cô sẽ giúp các em nghe và hiểu được nghĩa của từng bản tin bằng cách dịch từng câu sang tiếng Việt cho các em. Bây giờ mời các em theo dõi và các em cùng đọc lại cũng như là nghe cô giải thích nghĩa tiếng Việt các em nhé. Đoạn đầu tiên. Listening 91. Listen and read. Here is the weather. Các em bắt đầu nghe câu đầu tiên của đoạn này. It's 6 o'clock in the morning. Nghĩa là 6 giờ đúng vào buổi sáng. Here is the weather news. Đây là bản tin thời tiết. It's very cold outside. Bên ngoài trời rất lạnh. Wear warm coats and hats. Hãy mặc áo ấm và đội mũ. Have a nice morning. Chúc một buổi sáng tốt lành. Các em nghe bản tin thứ hai về thời tiết. Here is the weather at 9 o'clock. Đây là thời tiết lúc 9 giờ đúng. It's raining now. Bây giờ trời đang mưa.
Don't forget your umbrellas. Đừng quên những chiếc ô dù của các bạn. Don't get wet. Đừng để bị ướt. Mời các em nghe bản tin thứ 3. It's 2 o'clock in the afternoon. 2 giờ đúng vào buổi chiều. It's sunny and hot now. Bây giờ trời nắng và nóng. Put on your sun hats. Hãy đội mũ chống nắng. Have fun in the sun. Chúc vui vẻ trong ánh mặt trời. Mời các em nghe bản tin cuối cùng của bài đọc ngày hôm nay. It's 7 o'clock. 7 giờ đúng. It's very windy outside now. Bây giờ bên ngoài trời rất nhiều gió. It's a good time to fly a kite. Thời điểm tốt để thả diều. But don't let your hats fly away. Nhưng đừng để mũ của các bạn bay đi mất. Các em thân mến, sang phần 3 người ta yêu cầu read again, match, nghĩa là đọc lại, sau đó nối. Thì cô đã cho các em nghe, các em cũng đã xem cái phần dịch của cô từng câu một sang tiếng Việt rồi. Thì bây giờ các em theo dõi lại và các em chú ý thông tin ở trong sách giáo khoa cũng như những thông tin mà cô vừa đã cung cấp trong bài bản tin thời tiết mà chúng ta vừa theo dõi để nối cho phù hợp các em nhé. Number 1 là 6 o'clock, 6 giờ đúng. Các em thấy người ta nói với bức tranh B. Bức tranh là nói về lạnh giá. Đúng rồi, bởi vì lúc nãy ở bản tin thời tiết thứ nhất chúng ta thấy 6 o'clock thì có thông tin chữ cold, nghĩa là lạnh ở trong đó. Vì vậy là người ta đã làm cho các em là number 1 với bức tranh B. Bây giờ number 2, số 2, 9 o'clock, nghĩa là 9 giờ đúng. Thì lúc nãy bản tin thời tiết đoạn thứ 2, lúc 9 o'clock thì có thông tin là chữ raining, nghĩa là đang mưa. Vì vậy number 2 các em nối với picture number là picture C, nghĩa là số 2 các em nối với bức tranh C. Number 3, 2 o'clock, lúc 2 giờ đúng. Thì lúc nãy các em thấy được thông tin trong bản tin thứ 3, đó là 2 o'clock, thì lúc đó thời tiết là sunny and hot. Có hai chữ này xuất hiện trong bản tin, cho nên các em sẽ chọn picture D, bức tranh D, và nói về là thời tiết là nắng và nóng. Còn bây giờ number 4, 7 o'clock, 7 giờ đúng. Thì lúc nãy các em cũng xem trong đọc trong bản tin thời tiết lúc 7 giờ đúng thì thời tiết là very windy. Có chữ very windy nghĩa là rất là gió, cho nên các em chọn là picture A, bức tranh A. Các em học sinh thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn tất được nội dung của lesson 5. Và bây giờ chúng ta chuyển sang lesson 6. Mời các em dở sách trang 59 ra để tiếp tục theo dõi. Listening nghĩa là phần nghe. Các em sẽ nghe và chọn bức tranh đúng. Bây giờ cô cho các em nghe nhé. Listening 92. Listen and check the correct picture. Hello, and here is the weather. 1. It's Monday. It's 6 o'clock in the morning. It's a sunny morning. 2. It's Wednesday at 6 o'clock. The weather is very windy.
Be careful. 3. It's Friday at 6 o'clock. It's raining. Don't forget your umbrellas. Don't get wet. 4. Sunday morning at 6. Here is the weather. It's cold outside. Keep warm. Các em thân mến, vậy là các em đã được nghe một lượt nội dung của bài nghe của chúng ta. Và bài nghe này các em nghe để xem là Monday thứ hai, Wednesday thứ tư, Friday thứ sáu và Sunday chủ nhật gắn liền với những loại thời tiết nào. Giờ cô cho các em nghe từng đoạn nói về từng thứ một để các em chọn một cách dễ dàng các em nhé. Listening 92. Listen and check the correct picture. Hello, and here is the weather. Bây giờ các em chuẩn bị nghe về bản tin thứ nhất, nói về ngày thứ hai, Monday. 1. It's Monday. It's 6 o'clock in the morning. It's a sunny morning. À, các em nghe được chữ là sunny morning. Sunny. Vậy thì sunny có nghĩa là có nắng hoặc là đầy nắng. Vì vậy, thời tiết của Monday người ta đã chọn picture B, bức tranh B là bức tranh ở dưới. Người ta đã làm sẵn cho các em rồi. Bây giờ các em nghe bản tin thứ hai nói về Wednesday, là nói về thời tiết của ngày thứ tư, xem sẽ chọn bức tranh nào các em nhé. It's Wednesday at 6 o'clock. The weather is very windy. Be careful. Các em nghe được trong bản tin thời tiết về Wednesday thì có chữ windy. Mà windy có nghĩa là đầy gió hoặc nhiều gió. Vậy thì các em sẽ chọn picture B, bức tranh B là bức tranh ở dưới. Giờ các em sẽ nghe về thời tiết của ngày thứ 6, Friday các em nhé. 3. It's Friday at 6 o'clock. It's raining. Don't forget your umbrellas. Don't get wet. Các em thấy trong bản tin thứ 3 này nói về Friday thứ 6 thì chúng ta thấy xuất hiện có một từ, đó là chữ raining. Mà raining có nghĩa là đang mưa. Vì vậy các em chọn picture B, cũng là bức tranh B, bức tranh ở dưới. Bây giờ các em nghe bản tin cuối cùng để xem Sunday, chủ nhật thì thời tiết như thế nào nhé. 4. Sunday morning at 6. Here is the weather. It's cold outside. Keep warm. À, các em nghe trong cái bản tin này có chữ cold outside, có nghĩa là bên ngoài lạnh. Mà cold nghĩa là lạnh. Rồi keep warm nghĩa là hãy giữ ấm. Vậy thì có chữ cold nghĩa là lạnh thôi, thì các em đã biết là mình phải chọn bức tranh bức tranh A, nghĩa là bức tranh A đấy các em. Bây giờ cô sẽ cho các em nhìn nội dung nghe và các em cùng theo dõi lại bài nghe này và từng câu các em nhé. Đây là nội dung bài nghe của chúng ta này các em. Listening 92. Listen and check the correct picture. Hello, and here is the weather. 1. It's Monday. It's 6 o'clock in the morning. It's a sunny morning. 2. It's Wednesday at 6 o'clock. The weather is very windy. Be careful. 3. It's Friday at 6 o'clock. It's raining. Don't forget your umbrellas. Don't get wet. 4. Sunday morning at 6. Here is the weather. It's cold outside. Keep warm.
Chúng ta chuyển sang phần speaking, nghĩa là phần nói. Và trong phần này các em chỉ vào từng bức tranh, thực hành hỏi và trả lời. Các em có thể thực hành với bạn của mình, hoặc là các em có thể vừa luyện hỏi vừa luyện tự trả lời luôn. Với bức tranh đầu tiên, các em thấy Monday, nghĩa là thứ hai, thì thời tiết đó là nhiều gió, windy. Thì các em có thể luyện đặt câu hỏi là It's Monday, what's the weather like? Nghĩa là vào thứ hai, thời tiết như thế nào? Câu trả lời là It's windy, nghĩa là trời đầy gió. Bức tranh 2, các em thấy vào Tuesday, nghĩa là thứ ba, có ánh nắng mặt trời, nghĩa là trời đầy nắng, trời có nắng. Các em đặt câu hỏi là It's Tuesday, what's the weather like? Nghĩa là vào thứ ba, thời tiết như thế nào? Và câu trả lời của chúng ta là It's sunny, nghĩa là trời đầy nắng. Bức tranh 3, Wednesday, vào thứ tư, các em thấy một bạn nữ cầm que kem trên tay trong trời nóng bức. Thì các em có thể đặt câu là It's Wednesday, what's the weather like? Nghĩa là vào thứ tư, thời chúng ta là It's hot, trời nóng. Bức tranh 4, các em thấy một bạn nam mặc áo ấm giữa trời có cái sự là giống như là đây là bạn đang là mặc áo mưa như vậy các em, giống như là áo mưa vậy đấy. Thật sự đây là giống như một cái áo mưa mà giữa trời là có những giọt mưa rơi xuống. Thì bây giờ các em sẽ đặt câu hỏi cho Thursday, cho thứ năm là như thế nào đấy? Chúng ta sẽ đặt là It's Thursday, what's the weather like? Nghĩa là vào thứ năm, thời tiết như thế nào? Câu trả lời sẽ là It's raining, nghĩa là trời đang mưa. Còn bức tranh 5, Friday, nghĩa là thứ sáu, và các em thấy một bạn nữ đang sờ vào người tuyết, giữa trời có những bông tuyết trắng rơi. Thì các em đặt câu hỏi là It's Friday, what's the weather like? Nghĩa là vào thứ sáu, thời tiết như thế nào? Câu trả lời của chúng ta là It's snowing, nghĩa là trời đang rơi tuyết. Các em có thể thực hành và phải thực hành đi thực hành lại thật nhiều để thuộc mẫu câu và cách trả lời các em nhé. Chúng ta sang phần writing about me, nghĩa là hãy viết về chính các em, về bản thân mình. Thì bây giờ phần 3, It's hot today, complete the sentences, nghĩa là hôm nay trời nóng, hãy hoàn thành các câu sau. Trời nóng và người ta có câu đầu tiên, I have a coat, nghĩa là tôi có một cái gì đó lạnh. Thế bây giờ các em có thể điền chữ ice cream. Ice cream các em được học hồi lớp 2 có nghĩa là kem. Vậy thì bây giờ cô đọc luôn cả câu này, I have a cold ice cream. Cô có thể đọc từng từ một, các em theo dõi nhé. I have a cold ice cream. Cô đọc nhanh là I have a cold ice cream, nghĩa là tôi ăn một cái kem lạnh. Bây giờ sang bức tranh, sang câu 2. Sang câu 2 các em, người ta ghi là I wear a big, nghĩa là tôi mang một cái gì đó lớn. Thì các em thấy trời nóng thì có thể là tôi mang hoặc tôi đội một cái mũ lớn. Cô có thể là ghi chữ hat. I wear a big hat, nghĩa là tôi đội một cái mũ lớn, hoặc là tôi đội một cái nón lớn. Sang phần 4, look again, circle the verbs, underline the adjectives, nghĩa là hãy nhìn lại, khoanh tròn những động từ, rồi gạch chân những tính từ. Các em thân mến, động từ đó là từ chỉ cái hoạt động của người hoặc của vật, còn tính từ là cái từ chỉ cái tính chất, chỉ cái đặc điểm, hình dáng hoặc là màu sắc của người, của vật. Vì vậy cho nên hai câu mà chúng ta vừa điền ở bài 3
thì câu 1 có chữ have. Động từ này có nghĩa là có, hoặc nhiều trường hợp đã có nghĩa là ăn. Vì vậy cho nên là cô khoanh tròn chữ have. Và ở câu 2 cô có động từ wear. Wear nghĩa là mang, là mặc, là đội. Thì cô sẽ, đây là một động từ cho nên cô cũng sẽ khoanh tròn. Còn bây giờ cô cũng có hai tính từ chỉ cái tính chất đặc điểm hình dáng. Đó là tính từ đầu tiên, đó là cold nghĩa là lạnh, thì chỉ cái tính chất, chỉ cái đặc điểm. Còn bây giờ tính từ thứ hai đó là big. Big nghĩa là to, là lớn, điểm chỉ hình dáng. Vì vậy đây cũng là một tính từ nên cô gạch chân. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được nội dung trong sách giáo khoa của Lesson 5 và Lesson 6 rồi các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm những bài tập trong sách bài tập. Các em lấy sách bài tập của chúng ta ra nào. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập trang 58 ra. Chúng ta bắt đầu làm bài tập của Lesson 5. Phần đầu tiên, reading, nghĩa là phần đọc. Các em sẽ đọc 3 đoạn thông tin này và sau đó các em làm bài tập ở bên dưới. Bây giờ cô đọc từng đoạn một và dịch nghĩa tiếng Việt ra cho các em nhé. Đoạn 1. It's playtime. It's very hot and sunny outside. Put on your sun hat, please. Don't put on your coat. Đoạn này có nghĩa là vào giờ vui chơi, bên ngoài trời rất nóng và đầy nắng. Hãy đội những cái mũ chống nắng vào đi. Đừng mặc áo khoác. Đoạn 2. It's PE time. It's hot. Put on your socks and t-shirts. Đoạn này có nghĩa là vào giờ học thể dục, trời nóng, hãy mặc quần lửng và áo thun. Đoạn 3. It's home time. It's raining and windy now. Put on your raincoats and take your umbrellas. Don't put on your hats. They can fly away. See you tomorrow. Đoạn này có nghĩa là vào giờ ra về, bây giờ trời đang mưa và nhiều gió. Hãy mang áo mưa và mang theo ô dù. Đừng đội mũ, chúng có thể bay mất đấy. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Vậy là cô đã đọc và dịch nghĩa tiếng Việt cho các em rồi. Bây giờ các em làm bài tập 2. Bài tập 2 này đòi hỏi các em tự đọc lại một lần nữa, sau đó tô vào chỗ, vào hình tròn đúng cho phù hợp với các câu này. Câu 1. It's playtime. Vào giờ vui chơi. Loại thời tiết phù hợp với thông tin mà chúng ta đã đọc đó là it's hot. Người ta đã chọn cho các em rồi. Câu 2. It's PE time. Vào giờ học thể dục. Thời tiết mà chúng ta đọc được về thông tin giờ học thể dục đó là hot. Cho nên chúng ta chọn A. Các em tô vào chỗ hình tròn cho đúng. Câu 3. It's home time. Vào giờ đi về nhà, tức là giờ ra về. Thời tiết mà chúng ta đọc được đó là raining, nghĩa là trời mưa. Các em chọn và tô cho cô. Bây giờ các em sang bài 3, đọc lại lần nữa và đánh dấu V vào những thời điểm cho đúng. Có 3 thời điểm: playtime là lúc vui chơi, PE time là giờ học thể dục, home time là giờ đi về nhà. Với 6 câu có 6 thông tin. Câu đầu tiên người ta đã điền rồi. Câu số 1. Don't put on your coat. Phù hợp với thời điểm vui chơi, playtime. Câu 2.
Don't put on your hats. Đừng đội mũ. Phù hợp với home time mà các em đã được đọc. Câu 3. Put on your raincoats. Phù hợp với home time, bởi vì trong bài có cung cấp thông tin đó. Câu 4. Put on your sun hats. Hãy đội mũ chống nắng. Đó là play time. Câu 5. Put on your shorts and t-shirts, nghĩa là hãy mặc quần lửng và áo thun, phù hợp với PE time mà trong bài đã cho biết. Và câu cuối cùng, take your umbrellas, hãy mang theo ô dù, phù hợp với home time, bởi vì trong bài đã cung cấp thông tin này cho các em rồi. Bây giờ các em chuyển sang phần bài tập của lesson 6, trang 59. Ở bài tập 1, người ta yêu cầu các em chọn từ ở trong cái khung hình vuông để điền vào trong hai nhóm từ. Nhóm từ thứ nhất là những động từ chỉ hoạt động, hành động của con người hoặc là vật. Và nhóm từ thứ hai là những tính từ chỉ đặc điểm, tính chất, hình dáng, màu sắc của người, của vật, của sự vật. Nhóm đầu tiên là nhóm động từ, người ta đã điền sẵn cho các em chữ make, nghĩa là làm. Đây là một từ chỉ hoạt động. Động từ tiếp theo của chúng ta là gì? À, đó chính là chữ go, nghĩa là đi. Đó là một động từ chỉ hoạt động. Động từ tiếp theo là ride, nghĩa là cưỡi hoặc là chạy xe đạp hoặc là cưỡi ngựa. Ví dụ như là ride a bike, nghĩa là chạy xe đạp. Đây là một từ chỉ hoạt động, nghĩa là động từ. Động từ thứ ba là eat, nghĩa là ăn. Và động từ cuối cùng là fly, nghĩa là bay. Chúng ta có fly a kite, nghĩa là thả diều. Đó là những động từ mà chúng ta phải điền vào ở phần các động từ. Bây giờ sang phần các tính từ. Thì tính từ đầu tiên chỉ thời tiết, đó là cold, nghĩa là lạnh. Tính từ tiếp theo chỉ cái cảm xúc, đó là happy, nghĩa là vui hoặc là hạnh phúc. Tính từ thứ ba chỉ về cái cảm giác của con người hoặc là của động vật, đó là hungry, nghĩa là đói. Tính từ kế tiếp chỉ thời tiết, đó là hot, nghĩa là nóng. Và tính từ cuối cùng, sunny, cũng là một tính từ chỉ thời tiết mà các em được học rồi, có nghĩa là đầy nắng hoặc là có nắng. Các em sang phần tiếp theo, bài tập 2. Đây là những là phần bài tập mà các em là tự cảm nhận và chọn cũng như là viết hoặc vẽ. Ở bài tập 3 là chúng ta sẽ gặp một bài tập mà có cả hoạt động vẽ nữa các em. Bây giờ bài tập 2, các em hãy khoanh tròn các từ chỉ thời tiết của ngày hôm nay. Và các em thấy thời tiết của ngày hôm nay như thế nào? À, thời tiết của ngày hôm nay cô thấy là có gió này, nên cô chọn chữ windy. Cô thấy có nắng này, cho nên cô chọn sunny. Hoạt động tiếp theo đó là các em có thể làm gì? Các em hãy đánh một dấu V vào những cái hoạt động mà các em có thể làm của ngày hôm nay. Và các em đánh một dấu X vào cái hoạt động mà các em không thể làm được của ngày hôm nay, tùy theo thời tiết. Hôm nay trời có gió, có nắng nên có thể go outside, đi ra ngoài chơi, đúng không? Và có thể là fly a kite, là thả diều vì trời có gió. Nhưng không thể làm một con người tuyết được, nên là cô đánh dấu X vào chỗ make a snowman. Và thời tiết có nắng cho nên không cần phải mặc áo ấm, áo khoác, nên là cô đánh dấu X vào chỗ put on a coat. Bởi vì trời có nắng nên cô đã đánh một dấu V vào chỗ put on a sun hat, nghĩa là hãy đội một cái mũ chống nắng. Và vì thời tiết là nắng cho nên khi đã đi ra ngoài, nếu không đội mũ, đội nón thì các em có thể là mang theo ô dù để che cho khỏi nắng, đúng không nào? Nên cô đã đánh dấu V vào chỗ take an umbrella.
Bây giờ chúng ta sang bài tập 3. Các em hãy vẽ và viết về thời tiết và các thứ mà các em có thể làm hoặc là không làm của ngày hôm nay. Người ta đã viết sẵn cho các em một câu: Today is sunny, I can go outside. Nghĩa là hôm nay trời đầy nắng, tôi có thể đi ra ngoài. Các em viết câu khác cho cô nào? À, các em có thể viết là Today is windy, nghĩa là hôm nay trời đầy gió. Và các em có thể viết một hoạt động các em có thể làm của ngày hôm nay, đó là I can fly a kite, nghĩa là tôi có thể thả diều. Các em viết thêm một hoạt động mà các em không thể làm của ngày hôm nay. À, hôm nay trời có nắng cho nên là và chúng ta không thể nào mà làm một người thuyết được. Hôm nay trời vừa gió này, vừa nắng mà trời có gió thì cũng không làm được người thuyết được. Chỉ có trời có tuyết thì mới là làm được người thuyết thôi. Nên cô ghi câu I can't make a snowman, nghĩa là tôi không thể tạo một người thuyết. Bây giờ các em học sinh thân mến, bây giờ các em có thể là vẽ ở trong chỗ khung dành cho việc vẽ. Các em vẽ bức tranh phù hợp với thời tiết mà các em đã lựa chọn ghi, cũng như hoạt động mà các em lựa chọn để mà làm hoặc là không làm. Các em có thể là vẽ cái cây đang còn ngả nghiêng theo chiều gió, có thể vẽ một người đang thả diều, hoặc là các em vẽ tùy theo cái thời tiết mà các em lựa chọn ghi, cũng như hoạt động mà các em yêu thích. Các em học sinh thân mến, buổi học trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay tạm dừng ở đây. Các em ghi bài, chép bài đầy đủ, cố gắng học thuộc những từ vựng và cấu trúc mới mà các em được cô cung cấp cho ngày hôm nay, cũng như các em luyện nghe đi nghe lại nhiều lần các bài đọc, bài nghe mà cô đã cho các em nghe để luyện kỹ năng nghe của chúng ta cho tốt hơn. Buổi học của chúng ta đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các em vào các tiết học lần sau. Chúc các em học bài vui vẻ và đạt hiệu quả. Tạm biệt các em.